Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Olala Kiwi Kiwi TV. Chúc mọi người nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống nha. Mọi người đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Olala. Hôm nay Olala sẽ chia sẻ đến mọi người quan điểm về làm thế nào để vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống. Như mọi người đã biết, khó khăn cuộc thử thách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nó giống như bạn nấu ăn cần phải thêm gia vị vậy. Cuộc sống thuận buồm xuôi gió sẽ không thể mang đến cho chúng ta nhiều trải nghiệm. Chỉ khi vấp ngã, gặp chuyện không thuận lợi thì bạn mới biết được giá trị của những giây phút hạnh phúc. Vậy làm thế nào để vượt qua những khó khăn thử thách ấy trong cuộc sống? Hãy cùng Olala tham khảo trong video hôm nay. Điều thứ nhất đó là nuôi dưỡng sự tích cực. Mỗi ngày trôi qua bạn phải chiến đấu với rất nhiều áp lực. Công việc ở công ty, việc nhà, các mối quan hệ xung quanh. Đôi khi chúng ta cảm thấy kiệt sức vì nhiều thứ cùng ập đến một lúc, thế nên mới có tinh thần lạc quan, sự tích cực đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Thực tế là dù bạn có đón nhận khó khăn thử thách với tâm thế mệt mỏi hay lạc quan thì nó vẫn sẽ xảy đến với cuộc sống của bạn. Cho nên hãy suy nghĩ mọi thứ đơn giản một chút, tích cực mỗi ngày thì cuộc sống của bạn sẽ tốt lên. Ví dụ như đọc một vài trang sách, xem một vài kênh YouTube hay là đọc xem Facebook sẽ có ích, sẽ khiến cho cuộc sống của bạn tốt hơn nhiều so với việc suốt ngày chỉ hóng những tin tức không tốt trên mạng. Hãy là người sử dụng điện thoại một cách thông minh, đừng để nó cuốn bạn vào một trong những nội dung tiêu cực. Bạn vẫn nên dành thời gian cho cuộc sống bên ngoài của mình nhiều hơn. Điều thứ hai đó là luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Trong các trường hợp, mọi việc có thể đang diễn ra êm đẹp, đột nhiên trở nên khó khăn. Đây là một việc hết sức bình thường trong cuộc sống. Có những khó khăn ghé thăm bạn bất chợt mà không hề có thông báo trước. Vậy nên, chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần từ sớm để không cảm thấy quá bất ngờ hay tiêu cực quá nhiều khi khó khăn thử thách tìm đến. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc bạn đi ăn, đi chơi, đi xem phim là có thể khiến cho nó khó khăn biến mất. Đó chỉ là việc bạn đang chạy trốn thực tại mà thôi. Khi gặp khó khăn, cách tốt nhất hãy học cách đối diện với nó, vì trước sau gì thì người phải giải quyết vấn đề cũng là bạn chứ không phải là ai khác. Điều thứ ba đó là ngưng đổ lỗi cho cuộc sống. Ngày nay có không ít bạn trẻ thích đổ lỗi cho cuộc sống. Hễ cuộc sống không như ý họ mong muốn, cuộc sống có nhiều khó khăn là họ bắt đầu nghĩ rằng do cuộc sống này bất công, cuộc sống này khắc nghiệt với họ. Thực tế khó khăn là một điều rất là bình thường. Dù bạn là ai, đang đi học hay đi làm thì đều sẽ có những khó khăn và thử thách nhất định. Bạn không phải là người duy nhất gặp khó khăn, những người xung quanh bạn đều như thế. Cuộc sống này không có nhiều lỗi lầm với bạn, chỉ là bạn đang tự mình đổ lỗi cho nó. Đừng đụng một chút là đổ lỗi vì thế này hay thế kia. Đôi khi bạn nên xem lại bản thân mình. Có thể lỗi lầm ấy xuất phát từ cách làm việc của mình, cách bạn ứng xử với mọi người xung quanh. Việc đổ lỗi cho cuộc sống chỉ khiến cho mọi thứ càng thêm khó khăn, chứ không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Điều thứ tư, khiến cho bản thân bận rộn mỗi ngày. Những phiền não mệt mỏi trong cuộc sống đôi khi xuất phát từ sự rảnh rỗi của chúng ta. Bạn bắt đầu có nhiều suy nghĩ về cuộc sống hơn, bạn lo lắng về tương lai rất nhiều. Vậy nên bận rộn chính là cách duy nhất để chúng ta không có thời gian suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Khi bận rộn, bạn sẽ có nhiều thứ phải làm, bạn trở nên xuất sắc hơn. Khi khó khăn thử thách tìm đến bạn, cũng sẽ đi giải quyết nó chứ không phải đổ lỗi cho cuộc sống. Thay vì ngày nào cũng dành cả buổi tối để lướt web, thì bạn có thể phát triển bản thân bằng nhiều cách khác nhau, như học thêm một bộ môn gì đó chẳng hạn. Quỹ thời gian của mỗi người đều có hạn, thế nên đừng lãng phí thời gian vào những trò vô bổ trên mạng. Rồi những người chơi game, lướt web không thể mang lại cho bạn lợi ích gì, nhưng nếu bạn dành thời gian ấy để học tiếng Anh, để học đọc sách, để làm việc thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Điều thứ năm đó là học từ những thất bại. Thất bại là một điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Thất bại giúp chúng ta nhận ra rằng thành công chưa bao giờ là dễ dàng cả. Sau những thất bại ấy, chúng ta lại rút ra thêm được nhiều bài học quý giá về cuộc sống. Đừng sợ thất bại sẽ giúp cho bạn nhận ra rất nhiều thiếu sót của bản thân.
giúp bạn học cách mạnh mẽ đối diện với mọi thứ. Trên con đường thành công sẽ có rất là nhiều khó khăn, thử thách, nhưng bạn đừng lo, bạn không hề cô đơn. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những khó khăn ấy, mọi người đều giống như nhau. Hy vọng thông qua video này sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn khi đọc, khi xem nó. Đừng quên rằng khó khăn đến không phải để đánh gục bạn, mà khó khăn đến để tìm ra người mạnh nhất. Hãy thoát ra khỏi vùng an toàn, hãy làm những điều bạn muốn làm và đối diện với khó khăn nhé. Rồi, video đến đây là hết. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và xem video vui vẻ. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé.